hơn tù nơi quá khứ kia. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sớm yên lòng và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù. Cố xóa tan đêm mịt mù, muốn nói với chính ta vực dậy bước tiếp đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta thét vang. Hey ho, hey ho, hey hey ho. Vì cuộc đời là trò chơi trắng đêm, vì cuộc đời còn mang những cơ hội. Mấy cung kia sau bao ven thắng thua chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng và ta ngắm trong vầng dương soi lối trái tim luận thù. Cố xóa tan đêm mịt mù, muốn nói với chính ta vực dậy bước tiếp tháng năm tháng chờ. Tại sao lại họp gấp như vậy? Ai là người đề nghị cuộc họp này? Là tôi đó. Xin chào tất cả mọi người. Chào ông Đình Hòa. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Minh Đạt, giám đốc công ty Hoàn Cầu, cũng là tổng giám đốc kiêm chủ tịch của tập đoàn Phương Hòa. Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Ông mới là đang nói nhảm đó. Coi cái bộ mặt sửng sốt của ông kìa. Chắc là ông không tin đúng không? Không tin thì hỏi tất cả mọi người ở đây đi, sẽ rõ chuyện cả mà. Có phải không anh Vinh? Ông coi đi. Cảm ơn sự ủng hộ của ông. Sau này những lo lắng của ông sẽ không còn nữa. Nó sẽ mãi mãi chìm vào bí mật. Chuyện là sao vậy anh Vinh? Đúng rồi, tôi ủng hộ cậu ấy. Cái gì? Đó, ông nghe chưa? Anh Vinh ủng hộ tôi. Giờ tới cổ đông khác. Nè anh Bình, anh sao? Anh ủng hộ tôi không? Nhìn đi. Bí mật về cô gái tình nhân này đang nằm trong tay của tôi. Nếu anh ủng hộ tôi đảm bảo gia đình anh sẽ không biết đâu. Anh xem đi. Tốt. Tôi ủng hộ cậu. Ông nghe chưa? Với 10% ông đã chuyển nhượng cho tôi, cộng với phần trăm của bà Ái Phương và những cổ đông ở đây nữa, như vậy là tính ra tôi có khoảng 49%. Chắc chắn những cổ đông này đã bị hắn ta khống chế. Cho dù là như vậy thì với số cổ phần đó cũng không thể nào hạ bệ được chủ tịch Ái Phương. Cộng thêm phần trăm cổ phần của tôi nữa, chắc là dư chứ hả anh rể? Em đang nói cái gì vậy? Tại sao em lại làm như vậy? Vì tôi muốn lấy lại công bằng cho anh Cường. Cái gì đây? Cô cứ nghe đi rồi biết. Sau khi cướp lại số tiền thằng Đăng lấy của con Thạnh thì dùng Hùng Cường gây sức ép buộc con Thạnh giao ra tài liệu nó đang giữ. Xong việc, khử Hùng Cường rồi đổ hết tội cho thằng Đăng. Là chị Phương sao? Đúng vậy. Chính chị của cô là người đã lấy đi tất cả tài liệu có thể cứu mạng tên Cường mà cô đã cất giấu ở ngôi già quan.
Tôi sẽ khiến cho anh và cả chị ấy phải trả giá về chuyện này. Với 2% cổ phần tôi nắm giữ, tôi sang nhượng lại cho Minh Đạt. Đồng nghĩa, Minh Đạt có 51% cổ phần của công ty. Tức là Minh Đạt là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Cậu ta hoàn toàn xứng đáng là chủ tịch của Phương Hòa. Ông nghe thấy chưa? Tôi xứng đáng. Cảm ơn cô Thạnh nha. Đó, lúc nãy tôi chưa có kịp nói gì hết, chưa gì ông đã nhảy sổ vô rồi. Tất cả mọi người, với tư cách là chủ tịch của Phương Hòa, quyết định đầu tiên trong ngày hôm nay của tôi đó chính là cách chức tổng giám đốc của ông Đình Hòa ngay lập tức. Tất cả những gì ông đang làm dở dang phải bàn giao hết lại cho tôi ngay. Rõ chưa? Không được. Tập đoàn Phương Hòa là do vợ chồng tôi gây dựng lên, không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Xin lỗi ông nha, ai nhiều cổ phần nhất thì người đó làm chủ thôi. Đúng không mọi người? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cổ phần nhiều thì người đó làm chủ thôi. Cậu ta nói đúng đó. Ông đã nghe rõ chưa? Wow, bún mắm. Đúng là món con thích luôn. Con yêu mẹ nhất. Yêu mẹ hay là yêu tô bún mắm đây? Đương nhiên là phải yêu mẹ rồi. Ăn đi, lớn rồi mà cứ y như con nít vậy, ăn lẹ còn đi làm kìa. Dạ dạ, mẹ cũng ăn đi. Ừ. Để ý con bé nào mới như vậy phải không? Làm gì có, có là con sẽ báo cho mẹ trước. Con đi làm nghe mẹ. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Mẹ anh có nhờ em chuyển lời cho anh, hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc. Anh chính là niềm tự hào của bà ấy. Trước khi đi, bà ấy còn: thằng Nam, nó thích ăn món rau tập tàng chấm kho quẹt lắm. Nó còn thích ăn bún mắm. Một tuần cô hãy nấu cho nó ăn một lần. Nam hay bị đau bụng khi uống cà phê vào ban đêm, bị dị ứng khi ăn cá biển. Sau này cô chăm sóc cho nó, phải nhớ những điều này giúp tôi. Tôi mong là cô sẽ bảo vệ thằng Nam khỏi chú của cô. Nếu như anh Nam biết con là người bắt cô, khiến cô phải chết, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu. Thì cô đừng có nói cho thằng Nam nó biết. Cô có thể giấu nó cả đời, như cái cách mà bà Phương đã giấu anh Hòa. Miễn là thằng Nam nó được sống vui vẻ, hạnh phúc là tôi đã an lòng rồi. Tại sao cô lại giao anh Nam cho con, trong khi cô luôn bắt con phải rời xa ảnh? Đúng là như vậy. Nhưng rồi tôi biết cô yêu thằng Nam rất nhiều. Thậm chí cô có thể làm mọi chuyện vì nó, cả cô và Ái Phương đều giống nhau ở chỗ vì người mình yêu mà sẵn sàng làm hết mọi chuyện. Tôi rất khâm phục và trân trọng điều này. Sau này khi mọi chuyện ổn rồi, cô hãy dẫn thằng Nam đi thật xa, tránh khỏi chú của cô. Hai đứa hãy sống một cuộc đời yên bình. Xin con xây dựng cuộc sống mới nha. Mẹ ơi, mẹ đừng xảy ra chuyện gì nghe mẹ. Mẹ có gì làm sao mà con có thể bình yên được.
Tôi nghe nè Yến. Ông đang ở đâu vậy? Tôi về nhà rồi, không thấy ông ở nhà tôi. Ba tôi lo cho ông lắm á. Tôi đang ở nhà thôi. Có công an đi theo nên không sao đâu. Ừ, công ty có biến rồi đó. Bây giờ Minh Đạt đã thâu tóm hết cổ phần của vợ chồng chủ tịch, rồi thành chủ tịch hội đồng quản trị luôn rồi. Tổng giám đốc bây giờ đã bị sa thải, hiện đã rời khỏi công ty. Hả? Mạnh, cậu phải theo sát bà Phương. Tôi nghi ngờ bà ta cố tình giả mất ký ức để đánh lạc hướng chúng ta. Cậu đưa bà ấy đi giám định tâm thần, phải chắc chắn đúng kết quả như vậy, đề phòng bà ta giở trò. Tôi sẽ xin lệnh giám định đưa cho cậu, và đặc biệt giám sát kỹ cô Ngọc. Chỉ chờ có lệnh, lập tức bắt cô ta. Dạ rõ. Còn vậy, cậu tiếp tục điều tra để xem coi có tin tức gì của bà Nhung hay không. Chúng ta cần phải nhanh chóng triển khai kế hoạch, không thể để lọt tên tội phạm nào. Rõ. Minh Đạt là chủ tịch của Phương Hòa rồi hả? Hắn đúng là một con cáo già. Được rồi, gặp nhau đi. Chị đi đâu vậy chị hai? Bệnh riết. Rồi nghĩ mình là y tá, không muốn mình làm chủ tịch nữa hả? Đẹp mà. Cô Thạnh đã chuyển 2% cổ phần của cổ sang cho hắn ta. Đúng là con nhỏ ngu ngốc. Mình không thể để nó phát hiện mình giả điên được. Nó đã phản lại mình rồi. Đi. Bác sĩ. Đi gặp bác sĩ nha. Người chị thông minh, bản lĩnh của tôi đâu rồi? Không được rồi, chắc tôi phải làm cho chị nhớ lại những ký ức. Sau đó chị sẽ đau khổ khi biết rằng chị đã mất quyền quản lý công ty, cũng như mất người mình yêu thương nhất. Đau. Đau cái gì mà đau? Chị, tôi sẽ dày dò chị như cách chị đã dày dò anh Bách. Thạnh, đau chị. Đừng đồng bắt độc ác, đừng vô lương tâm. Tôi sẽ không tha cho chị đâu, tôi không tha chị đâu. Tôi sẽ không để chị yên đâu. Chị không có cố ý. Mình không có cố ý giết nó. Con. Con có nghe nói chuyện của công ty. Ba đừng buồn quá. Con tin là rồi đây, mọi người sẽ hiểu những gì mà ba đã cống hiến. Điều ba lo lắng không phải là chuyện mình mất chức hay là mất quyền, mà là mọi việc đã nằm trong âm mưu của Kim Long. Hiện tại thì hắn ta đang là kẻ chiến thắng. Ba không biết là hắn ta sẽ tiếp tục giở trò gì và còn hãm hại ai nữa. Ba tự thấy mình quá bất lực. Con cũng lo về chuyện đó, cho nên con đến muốn báo cho ba biết.
Mẹ của con đang nằm trong tay của Kim Long. Chính Ngọc đã bắt cóc mẹ của con, giao cho Kim Long. Bác gì? Trả vàng cho bà. Tôi, trả vàng đây. Đưa đây, đưa vàng cho tôi đây. Đưa gì đây vậy? Nè, 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 nè. Bà làm gì vậy? Trả vàng cho tôi. Đâu có lấy gì của bà đâu. Trả đây. Bà đi. Alo. Tôi đã xin được lệnh bắt tạm giam Bảo Ngọc rồi. Cậu mau vào bắt cô ta đi. Dạ rõ. Vàng, 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 trả vàng. Mẹ đi đâu không biết nữa. Biết vậy là mình không đi lấy thuốc rồi. Cái cô hồi nãy té cầu thang chắc chết rồi quá. Thấy ghê quá. Ờ đúng rồi đó. Nhìn sợ thiệt luôn. Ủa gì Thành? Thành, Thành. Đi theo anh. Anh ơi đi đâu vậy? Không phải muốn gặp mẹ sao? Đi theo anh. Nhưng mà chị Thành của em. Đi, đi theo anh. Anh ơi khoan đã. Anh ơi, từ từ, từ từ anh. Mẹ em bên đó kìa. Mẹ em hả? Mẹ. Mẹ. Con tìm mẹ sao? Mẹ. Mẹ nhận ra con rồi hả? Mẹ ơi, con có sợ cái đời này mẹ không nhận ra con nữa chứ? Thật ra mẹ không có mất trí gì hết. Mẹ. Mẹ không giải thích rõ cho con được. Nói chung là mẹ sẽ đưa con và ba con ra nước ngoài. Mình sẽ đi khỏi đây nha con. Tại sao mình phải rời khỏi đây hả mẹ? Ba của con là Hoàng Hải, là kẻ cướp tiệm vàng năm xưa. Còn mẹ hiện đang là nghi phạm giết người. Nếu như không bỏ trốn thì chắc chắn sẽ bị tù chung thân hoặc là tử hình. Con có muốn như vậy không? Mẹ ơi, còn dì Thạnh nữa mẹ. Dì ấy đang bị thương nặng lắm, đang ở phòng cấp cứu. Mình để dì Thạnh đi theo nha mẹ. Không không mẹ. Không, không đâu con. Là do nó tự chuốc lấy. Nó dám phản mẹ theo phe của Kim Long, ủng hộ thằng Đạt, nắm quyền công ty. Nó bị như vậy là cũng đáng lắm. Không lẽ chuyện của dì Thạnh cũng là do mẹ làm? Đó chỉ là tai nạn, mẹ không cố ý. Mẹ, mẹ nói người ta, nhưng mẹ còn ác hơn họ rất nhiều nữa đó. Bây giờ con có trách gì mẹ cũng chịu. Bây giờ con lựa chọn đi, ở lại với dì Thạnh của con, hay là con sẽ rời đi cùng ba mẹ. Nếu ba mẹ mà ở lại thì không bị công an bắt bỏ tù hoặc tử hình, thì cũng bị tên Kim Long ép chết. Khi đó còn có một mình con, thì con sống sao hả? Con. Hạnh à, mình chỉ tạm thời lánh đi thôi con. Sau đó mẹ sẽ cho người chăm sóc dì của con. Dù sao dì Thạnh cũng là em của mẹ mà. Mình đi nha con. Nghe nhưng lời con... mẹ nha con. Con chờ mẹ chút nha. Mẹ có việc này phải làm. Alo, tôi nghe. Luật sư Hà, anh mau gửi tài liệu gốc mà tôi đã gửi cho anh cất giữ trước kia cho công an, để tố cáo Kim Long được rồi đó. Làm nhanh đi. Tôi biết rồi. Alo. Hồng Nhung, em có sao không vậy? Ông đang làm cái trò gì vậy hả? Nhanh chóng ra tay đi, không thì cô ta sẽ chết đó. Cho dù ông không giết bà Phương á, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết bà ta. Chỉ là tôi cho ông cơ hội để ông quay lại với vợ cũ của ông thôi. Mình nên kéo dài thời gian, biết đâu Nam sẽ khuyên được Ngọc thay đổi suy nghĩ, khai ra nơi ở của Kim Long. Tất cả những gì ông đang làm, dùng thủ đoạn để chiếm đoạt công ty, tuy ông đang thắng lúc này nhưng khó mà giữ được. Ông đừng có vội đắc ý. Chuyện đó ông không cần phải quan tâm. Bây giờ á, ông phải làm tất cả những gì tôi yêu cầu. Tới ngày mai, nếu như ông không đưa ra được quyết định thì ông sẽ nhận về cái xác của con vợ ông đó. Ông hiểu chưa? Khoan đã, khoan đã.
Duy Nam đã được thả, bởi vậy không liên quan tới vụ bà Phương. Chú cũng thả cô Nhung ra đi nha. Có phải con không ngọc? Tại sao con nghĩ là chú đơn giản như vậy chứ? Con xin chú dừng lại đi, nếu không sẽ không còn đường lui đâu chú. Con mới là người phải dừng lại. Con quá ích kỷ, con chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi. Con chưa bao giờ nghĩ tới việc phải trả thù cho cha con. Đã vậy á, thì con đừng có cản đường chú. Trả thù xong ba con có thể sống lại được không chú? Hơn nữa, ba con cũng chưa chắc muốn con sống trong tội ác không có điểm dừng như vậy. Con đang làm những điều mà không khiến ba con phải đau lòng. Giờ đã quá muộn rồi. Chú cho con biết, giờ chỉ có thể đi tới tận cùng tội ác thôi. Giờ nên lựa chọn cứu một người hay cứu nhiều người? Ba ơi, con xin lỗi vì không thể trả thù được cho ba. Con không thể làm được những điều tàn nhẫn đó. Có lẽ con sẽ có những quyết định gây hại cho chú của con, nhưng đó cũng là cách giúp chú quay lại. Ba sẽ hiểu và tha thứ cho con mà, đúng không ba? Còn chuyện trả thù cho ba, con thật sự rất muốn, nhưng mà con không nỡ nhẫn tâm làm hại những người vô tội ba ơi. Ngọc bỏ trốn rồi, chú sẽ cho người truy tìm Ngọc. Nếu không sau này Ngọc sẽ phạm tội nặng, khó có thể cứu được. Chú thấy bản thân của nó không phải là người xấu. Chuyện Ngọc bỏ trốn là cô ấy có lý do mới làm như vậy. Con mong là chú hãy nhẹ tình giùm. Chú không thể, cả con nữa. Chú muốn trưng cầu giám định ADN của Định Hòa và con. Chú nghi ngờ ông ta chính là Hoàng Hải, ba của con. Chú đã cho con nhiều thời gian và nhiều cơ hội, hy vọng con nói ra hết sự thật. Nhưng mà con không làm như vậy. Chú khuyên con nên nói sự thật ra để mà giảm tội cho Hoàng Hải và cả con nữa. Đừng để chú phải ra lệnh cưỡng ép, lúc đó mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn. Con, chú, tại sao chú lại biết? Mình đã giấu kỹ lắm rồi. Nếu không nói thì ba mình sẽ bị nặng tội hơn. Mình phải làm sao đây Nam? Alo, tôi nghe. Cái gì? Ái Phương biến mất? Được rồi, tôi sẽ tới liền. Tao nghe. Dạ ông chủ ơi, mẹ con bà Ái Phương đã biến mất khỏi bệnh viện rồi. Cái gì? Biến mất rồi à? Dạ. Được rồi, tập hợp tôi nói lại cho tao. Dạ. Dạ con nghe nè ba. Con tới ngay nhà bắt Đình Hòa lại cho ba. Dạ. Đi. Nhéo. Ê, nhéo lên. Ê. Các đồng chí triển khai nhanh, cẩn thận. Thank you.
Lên. Đó. Sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ là khi tôi tới đây, có một tên dùng súng uy hiếp tôi, tên còn lại đánh úp sau lưng. Sau đó tôi không nhớ gì nữa. Báo cáo sếp, không tìm thấy ai hết. Không thấy ai, thưa sếp. Vậy ông bà chủ tôi đâu? Có khả năng là gia đình đã bị bắt cóc rồi. Chú bắt buộc phải cưỡng chế Bảo Ngọc, ép cô Ngọc nói ra chỗ ở của Kim Long. Nếu không, cô ta sẽ bị tội đồng lõa, bao che tội phạm. Là Ngọc rồi. Mở loa ngoài đi. Dạ. Em chấp nhận hợp tác với anh và chú Bảo, nhưng em muốn gặp chú Bảo trước khi đến đó. Tất cả anh em theo tôi. Đó. Còn con, ở nhà, không nên đến đó, rất nguy hiểm, nghe chưa? Dạ. Em đang ở đâu? Nhắn địa chỉ cho anh tới. Sao rồi? Báo cáo, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Các đồng chí, triển khai. Đó. Đó. Cái gì vậy? Mọi người ở lại đây, con tìm cách khống chế chú Kim Long để bảo vệ an toàn cho con tin. Không được, rất là nguy hiểm. Chú, cái gì vậy Nam? Chỗ này rất là nguy hiểm, con đến làm cái gì? Con ở yên không được, con lo lắm. Em phải cẩn thận nghe. Giờ này còn uống trà nữa? Coi camera đi, công an bao vây khắp nơi rồi kìa. Đi, công an tới. Để con vô đó. Trong đó nguy hiểm lắm. Dạ. Nếu mình ở lại đây, chắc chắn bị bắt vì tội che giấu tội phạm. Mình còn nhiệm vụ chưa làm xong, mình không thể bị bắt được. Qua đây, quay lưng lại. Đứng lại. Nằm xuống. Báo cáo sếp. Sao rồi? Không tìm thấy Kim Long ở đây. Vậy là hắn đã đánh mùi nguy hiểm nên đã biến mất rồi. Mà hắn trốn ở đâu được chứ? Tại sao cô lại dám phản bội chú vậy hả? Cũng may là chú phát hiện chị trốn thoát, không là đã bị bắt rồi. Từ nay về sau,
ba sẽ không bao giờ coi con Ngọc là cháu của mình nữa. Nếu gặp nó ở đâu thì bắt nó và xử lý như một kẻ phản bội. Ngọc, em đừng để chú bắt được nha Ngọc. Đây là tài liệu bằng chứng phạm tội của Kim Long. Có người đã gửi nặc danh đến. Với bằng chứng này, chúng ta có thể chính thức truy nã Kim Long. Nhưng tất cả nên làm âm thầm để bảo đảm an toàn cho con tin. Rõ. Rõ. Nam. Chú. Hắn ta đã bắt giữ tất cả mọi người. Giờ chỉ thiếu mỗi mình con thôi. Cho nên con sẽ dùng chính bản thân của con làm mồi nhử hắn ta ra. Hoặc ít nhất có thể tìm ra nơi mà hắn đang giam giữ mọi người. Hay là chú gắn máy giám sát vô người con đi. Làm vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm, không thể đảm bảo an toàn cho con. Nhưng mà bây giờ đây là cách nhanh nhất. Nếu như kéo dài thì tính mạng của mọi người khó mà đảm bảo được. Không, chú không thể nào để cho con mạo hiểm như vậy được. Con về nhà nghỉ ngơi đi. Chú sẽ cho người bảo vệ con. Còn những chuyện khác đã có công an lo. Con đi đi. Dạ. Dậy, dậy. Nè, dậy đi. Dậy lẹ. Phương, Hạnh. Anh Hoa. Hạnh. Hạnh ơi. Hạnh. Hạnh. Ba mẹ. Không ngờ hôm nay gia đình đoàn tụ đông vui quá ha. Để tao nghĩ coi, tao sẽ giết đứa nào trước đây ta. Nếu mày muốn trả thù thì mày cứ trả thù một mình tao. Những người ở đây họ không có tội, thả họ ra đi. Khỏi giận. Trước sau gì mọi người cũng sẽ chết thôi. Tôi hoàn toàn không oán trách gì anh hết. Chỉ xin anh tha cho con Hạnh, nó không có tội gì hết. Không có tội sao? Vậy ai khiến con tôi phải chết? Lần trước nó may mắn thoát vụ loạn luôn, còn lần này nó sẽ không bao giờ may mắn đâu. Con bé này trắng trẻo nhìn ngon đó, làm mồi cho mấy thằng lính của tôi cũng được. Không được, anh điên rồi. Tụi nó đang rất là tù túng. Đừng mà, xin ông hãy tha cho con bé đi. Anh mà đụng tới nó, tôi giết anh đó. Chị hay lắm, chị nữa đi, nữa đi. Anh điên rồi. Mày tính làm gì? Đừng đánh nữa. Đừng lại đi. Đánh nữa mà. Đừng lại. Đừng. Đừng. Đừng tay đi. Chết rồi. Cô mà càng chửi thì nó càng chết đâu. Phương à, tôi xin cô, cô đừng nói nữa. Đừng. 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 Đừng lại. Đừng lại đi. Trời ơi, anh Hòa sắp chịu hết nổi rồi. Đừng đánh nữa. Đừng, đừng lại. Đừng lại đi. Đừng, tôi xin anh đó. Đủ rồi. Ông mà đánh nữa là chết người đó. Cầm cái miệng lại. Sao rồi, mày suy nghĩ xong chưa? Bây giờ là mày muốn tao giết ai chứ? Con vợ mới hay là con vợ cũ vậy? Hey, tao thì không gấp. Hay là tao giết con nhỏ này trước, rồi mày có thời gian suy nghĩ xử lý con vợ mày như thế nào. Ba mẹ ơi, cứu con với. Ba mẹ ơi, xin ông hãy thả con bé ra đi. Đừng có làm hại nó.
Tao xin mẹ, đừng có làm hại tôi con bé. Anh đúng là đồ khốn nạn. Anh làm như vậy là không công bằng với con Hạnh. Chuyện của người lớn, tại sao lại đổ tội cho con nít? Im miệng đi. Còn con tôi thì sao? Hả? Nó có tội tình gì? Tao nói cho mày biết, tao sẽ giết hai đứa con của mày trước để trả thù nợ máu cho con tao. Rồi sẽ tới tụi mày. Đưa nó đi. Dạ, dạ. Không, 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 không. Đừng mà. Hạnh, đừng, đừng, đừng. Đưa nó đi. Thả con ra. Hạnh, Hạnh, đừng mà. Đừng mà. Hạnh ơi, Hạnh, thả nó ra. Thả nó ra đi mà. Trả con lại đây cho tôi. Anh là đồ khốn nạn. Trả con lại đây cho tôi. Không biết hắn ta đã bắt ba mẹ đi đâu. Ba mẹ ơi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nha. Ngọc. Anh Nam. À, đây là bạn của tôi. Ừ, ừ. Vô nhà đi. Em sẽ làm con tin trao đổi với chú, từ đó mới có cơ hội tìm ra nơi chú đang ẩn náu. Anh nghĩ cách này chưa chắc hiệu quả, vì dù sao em cũng là cháu của ông ta. Ông ta sẽ không tin em, nhưng anh thì khác. Anh tính làm gì? Anh không thể được. Anh không biết rõ, làm sao mà anh xử lý được đây? Nếu chú Bảo biết chuyện này, chú ấy cũng sẽ không đồng ý đâu. Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn cách hy sinh một người để cứu nhiều người. Chú của em Kim Long rất tàn ác. Nếu không làm gì thì ba mẹ của anh và cả mẹ con của Hạnh đều sẽ gặp nguy hiểm. Hy sinh một người để cứu nhiều người. Nhưng mà chú của em thừa khả năng biết anh đang được bảo vệ. Nếu là em, em cũng không dạy gì mà bắt anh vào lúc này. Cái này thì chưa chắc. Chỉ cần anh làm cho chúng tức giận, không thể kiềm chế, thì bắt buộc phải bắt anh thôi. Anh Hòa, tìm cách ra khỏi đây để cứu con Hạnh đi anh. Nó mà có bệ gì, làm sao sống nổi. Anh cũng đang tìm cách đây. Bao năm tháng tâm tư cô độc, chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng, niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường
đánh thức những ai sai đường, buông hết cho anh ăn hận thù nơi quá khứ kia. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp đi, vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có gian khó thăng trầm. Ta vươn cao đôi tay ta thét vang hey ho hey ho hey hey ho, vì cuộc đời là trò chơi trắng đen, vì cuộc đời còn mang những cơ hội. Về cùng kia sau bao ven tháng thu chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp tháng năm tháng chờ. Năm tháng tâm tư cô độc, chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường, đánh thức những ai sai đường. Buông hết trái ngang hận thù nơi